ngồi tù. Này hỡi tiên nặng diều, cho dọc xương long lành. Hỡi những mai lung linh, cho sắc tươi vàng ổng. Hãy cùng ta vui đón, muốn lại về muôn xuân. Tết lại đến, mang theo hồng nhiều mây mây hoàng. Xuống lên sáng, giữa bốn năm đèn bay. Tết lại đến, ai cũng có bao nhiêu xin đỏ tươi. Nào, tất cả chúng mình cùng đi đón Tết.
tiếng gãy vang. Các bạn phải tiếc rằng ngày hội súng đã đến, bằng ta thêm tuổi mới. Nào các bạn ơi, chúng ta cùng vui múa nào. Hay quá, hay quá. Nào các bạn ơi, chúng ta cùng vui múa. Nào trang năm mới đến. Thank you.
chúc Tết thật ngọt ngào. Khi mùa xuân đến, các bạn sẽ gửi những lời chúc phúc đến ai nào? Có tiếng mùa xuân ơi, cháu sẽ chúc ông, chúc ba, chúc bá, chúc mẹ, chúc hết mọi người được tươi vui, tráng hoa, phá lúa được bình an. Xuân mãi sáng, em chúc ông bà. Xuân mãi sáng, em chúc ba mẹ. Bác kính chúc mọi người nấu phát tài nè. Ở nhà này, chúng ta có rồi, đủ cả rồi.
Chúng ta không phải muốn thêm gì. Nguyên lý xe bỏ lòng em kiếm con mềm để giúp thêm cho những bạn nghèo. Đúng rồi, chúng ta nên giúp cho những bạn nghèo để xuống về mang bao niềm vui ấm áp đến cho mọi nhà. Có con à, vui của thích của đem niềm vui đến cho mọi người. Con à, tiền lì xì là để làm gì? Để mua thêm một vài quyển sách hay, để mua siêu nhân hay là người may, để mua quần áo hay đôi giày. Tiền lì xì là để làm gì? Chẳng cần làm gì vì những thứ kia mẹ mua cho em có rồi đủ cả, thì em không phải mua thêm gì. Bỏ ông nghèo để khi cần đến mua thêm một vài quyển sách.